Rồi, ok, rồi tái đi. Đây nè, đó, vậy đó. Ok, rồi, đi đứng là bình thường. Mày sao mà biết bị dẹp cái cột? Bà đúng không? Bà là cùng quê hương tôi nha. Rồi mềm, mềm ra. Được rồi. Thế rồi thôi. Rồi đi ra. Rồi nghe sao rồi? Quay vào đây, quay vào đây. Quay vào đây cái rốt. Rồi sao rồi biết vô đây? Đọc mạng hả? Rồi nghe chứ là bị xuống dạy đúng không? Để ghê hả? Rồi, quay vào đây. Đó. Rồi, nằm ngay thẳng đây. Nhưng mà tôi nói nha, tôi làm có hết đi nữa mà học chưa có đủ á thì phải ráng học. Tuần sau phải học thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái những cái học vừa học á, để về nhà tự mình điều chỉnh nha, đừng có thấy hết rồi bỏ về nha. Đã chưa chưa đã nữa, đi lên lên đi xuống. Ok, xuống thu đồ này, ngồi lên ngồi xuống được coi sao rồi. Dạ em mong lắm. Rồi, sao rồi? Dạ em nhẹ, mẹ má má của em ngon là nó to nguyên cái lưng. Bị hết tôi rồi. Dạ. Không là teo lại. Ừ, bị không. Cái teo mọi người đừng có lo, cái teo là tại khi mình đau á, mình không có đi nó nhiều, mình sử dụng cái chân kia làm nhân trụ, khi này hết đau xong mới đi nó lại chân hết teo, không có chuyện gì ghê gớm, yên chí chưa? Rồi cho chị chạy đi, à, cho chị chạy muốn chạy à? Chạy luôn, chạy cho mà thấy ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.